Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ đã nằm sâu vào khối không khí lạnh khô nên mưa giảm hẳn. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, mưa chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi với tiết trời còn khá rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 14 đến 18 độ. Vùng núi trong khoảng từ 11 đến 13 độ và vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Sang ngày mai, trời duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc hửng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên mức là từ 20 đến 24 độ. Từ ngày 10 tháng 12, khối không khí lạnh có xu hướng dịch chuyển ra phía đông và suy yếu dần nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần và thời tiết chủ yếu còn rét về đêm và sáng. Tại Trung Bộ, không khí lạnh dồn xuống tiếp tục gây mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên trong đêm nay và cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đề phòng khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Sang ngày mai, mưa trên khu vực sẽ giảm hơn, chỉ còn xuất hiện mưa rào cục bộ. Ở Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn rét cả ngày với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Qua đèo Hải Vân, nhiệt độ sẽ cao hơn. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời mưa mát, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn từ Bình Định trở xuống Bình Thuận có nắng với mức nhiệt là từ 28 đến 30 độ. Vào sâu khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, dễ đi kèm với lốc xoét và gió rất mạnh. Ngày mai trời có nắng, Tây Nguyên không khí thoáng đãng và dễ chịu nhờ lợi thế địa hình. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ thì nóng hơn đôi chút, nhiệt độ trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Về thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét biển động. Còn khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió với cường độ cấp 5. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.